Rồi, video này chào mấy bác nha. Thì bên em giờ chỉ còn con này là đắt tiền nhất rồi. Đây là con Echo 315. Và dòng này bữa nay lấy vô cao lắm nha mấy bác nha. Nên là mấy bác cân đo đong đếm. Nếu như mấy bác chê thì tốt nhất mấy bác nên mua máy mới. Đó là lời khuyên thiệt của một người thợ máy. Bởi vì nói gì thì nói, hàng bãi nó không thể bằng hàng mới được đâu. Đó là thiệt sự là vậy nha. Rồi. Thì mọi người coi này. Rồi, bít tông này, chắc tinh luôn, rất là đẹp. Bô xả là gần như chưa có vết dùng bao nhiêu luôn. Đấy. Cần con này dài 1m6, ống cần 25. Đầu bò nguyên rin luôn. Và chuông này, mới keng. Nhưng mà cái hình dáng ngoài thì nó bình thường nha. Do mới rửa thì nhìn nó cũng đẹp ấy. Nhưng mà thực ra nó cũng sờn sờn rồi. Nó hơi sờn một tí thôi. Có nghĩa là phơi nắng phơi mưa nhiều. Còn bố côn á thì đặc biệt gần như chưa lăn hết. Đó. Nó có cái dấu bên đây này là chưa lăn hết phía bên đây luôn này. Đấy. Rồi, thì đây là con 315 nha. Mọi người coi được thì alo ủng hộ em. Con này bên em bữa nay giá cao lắm, nên bên em phải bán giá nó cũng phải lên chút. Thì như con này bên em bán với giá là 2,7 triệu, bên em bao ship tận nhà. Rồi. Thì mọi người coi được thì ủng hộ thôi. Chứ còn giờ mấy bãi mà giờ lấy vô nó cao chót vót nha, nên mọi người thông cảm. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã coi video. Thì để ngày mai em sẽ cố gắng em dọn lên khuôn thiệt đẹp cho mọi người coi. Rồi mọi người sẽ quay ủng hộ em. Còn không thì mọi người có thể chốt trước. Rồi ok, cảm ơn rất nhiều.